À, loại máy sấy Electrolux ngay bên cạnh Hồng Hạnh còn có thêm một tính năng nữa là có thể treo úp ngược lên trên tường để giúp cho mình tiết kiệm được không gian phòng hơn. Mà số thì đảo ngược nhưng mà các nút bấm cũng như là bảng điều khiển nó đâu có đảo ngược lại đâu. Không lẽ mỗi lần mình xài mình phải quay cái đầu mình bẻ ngược lại như vậy? Không nha bé ơi, Electrolux rất là tâm lý với khách hàng luôn. Tặng kèm theo cho mình một cái miếng sticker như thế này. À, để mình có thể dán lại mình sử dụng khi mà đảo ngược. Ví dụ là như vậy đó, dán vô. Dán vô, rất là tiện lợi khi sử dụng. Xin chào mọi người, chắc hẳn là máy sấy quần áo không còn quá xa lạ gì với chúng ta nữa rồi. Nhưng mà tới thời điểm này thì vẫn còn rất là nhiều tranh cãi xoay quanh việc là chúng ta nên sấy quần áo bằng máy sấy hay là phơi đồ bằng ánh sáng mặt trời tự nhiên như hồi xưa giờ mình vẫn làm. Và việc mà chúng ta phải bỏ ra một số tiền để mua một chiếc máy sấy quần áo hoặc là chúng ta có thể phơi dưới ánh nắng mặt trời tự nhiên mà không tốn một chút chi phí nào thì cái nào sẽ có lợi hơn? Và để xem là chiếc máy sấy quần áo sẽ mang lại những tiện ích như thế nào thì ngày hôm nay Hồng Hạnh xin giới thiệu đến các bạn một chiếc máy sấy thông hơi đến từ thương hiệu Electrolux. Xin mời mọi người cùng theo dõi clip nhé. Ở dòng máy sấy thông hơi này, Electrolux cho ra mắt hai mẫu máy với hai khối lượng sấy khác nhau là 7,5 kg và 8,5 kg. Các bạn có thể tham khảo thêm ở trên màn hình nha. Thoạt nhìn bên ngoài thì chiếc máy sấy quần áo này nhìn rất là giống một chiếc máy giặt lồng ngang, mà Hồng Hạnh nghĩ là cũng hợp lý thôi, bởi vì máy giặt với máy sấy là thường đặt kế bên cạnh nhau, cho nên là thiết kế hao hao giống nhau thì cũng đồng bộ, cũng hợp lý đúng không ạ? Không chỉ là bộ mặt bên ngoài, kể cả kích thước của máy cũng tương đương với một chiếc máy giặt lồng ngang. Tổng thể máy có màu trắng sữa và bên góc phải của máy, phần bảng điều khiển thì mang một màu xanh rất đặc trưng của thương hiệu Electrolux. Ngay bên dưới này cũng chính là cửa cũng như là bộ phận lồng sấy. Nhìn thì nó rất là giống lồng giặt đúng không ạ? Nó được làm bằng thép không gỉ. Nhìn sơ là vậy nhưng mà nếu để ý thì có thể thấy là lớp thành của máy sấy quần áo là một bề mặt trơn, không có lỗ thoát nước như là lồng máy giặt. Thay vào đó là một loạt các lỗ thoát khí sẽ được tập trung ở phía sau lồng giặt như trên hình. Ngoài ra thì ngay bên dưới thành cửa đây sẽ có bộ lọc sơ vải giúp gom các bụi vải rơi ra từ quần áo trong quá trình sấy. Hạnh thấy đây là một ưu điểm rất lớn luôn của máy sấy so với kiểu phơi đồ truyền thống. Vì khi mà mình treo đồ ở ngoài thì không chỉ các sơ vải còn bám trên quần áo mà còn là các bụi bẩn, bụi bặm ở trong không khí bám vào. Thì khi mà mình hít vào á, rất là không tốt cho sức khỏe luôn. Chiếc máy sấy này là chiếc máy sấy thông hơi cho nên Hạnh sẽ không thể nào bỏ qua được cái việc chỉ cho các bạn lỗ thoát hơi của chiếc máy. Một điều đặc biệt ở máy sấy Electrolux là máy được trang bị hai lỗ thoát hơi trước và sau, giúp mình dễ dàng thay đổi vị trí thoát khí phù hợp với không gian đặt máy của mình. Nếu như sử dụng lỗ thông hơi phía sau thì chúng ta cần lắp đặt thêm bộ dụng cụ được đi kèm nhé. Bảng điều khiển của máy gồm tổ hợp một núm vặn và các nút điều khiển cảm ứng. Hạnh thấy tuy là bảng điều khiển song ngữ Anh Việt nhưng phần tiếng Việt rất rõ, rất to nha, ai cũng có thể sử dụng được. Để chọn chương trình sấy thì mình sẽ xoay chiếc núm vặn ngay trên đây. Ngày xưa Hạnh nghĩ là máy sấy quần áo thì chỉ cần cho đồ vào rồi bấm bấm mấy nút là xong, nhưng mà hóa ra là không phải như vậy. Máy có tổng cộng 12 chương trình sấy để phân chia kiểu sấy cho các loại đồ khác nhau nha các bạn. Từ đồ cotton, đồ hỗn hợp, đồ jeans hay là sấy nhanh 40 phút cho những lúc mình cần gấp hoặc là sấy quần áo số lượng ít. Với số lượng chương trình sấy đa dạng như vậy thì mình có thể lựa chọn tùy theo chương trình phù hợp với loại vải mà mình cho vào sấy luôn. Từ đó thì mình có thể bảo vệ được từng bề mặt vải của từng loại món đồ luôn. Chiếc núm vặn này thì xoay cảm giác rất là êm nha. Tuy nhiên có một điều Hạnh không thích lắm, đó là công tắc để tắt máy cũng nằm trên phần núm vặn này luôn. Nên trong quá trình sử dụng thì có thể dễ xảy ra tình trạng vô tình chạm vào làm tắt máy. Còn phía bên bảng cảm ứng thì mình có thể điều chỉnh các nút như là mức sấy. Tại đây chúng ta có 3 mức sấy là sấy khô, sấy thường và sấy ủi. Thời gian sấy là từ 120 phút đến 15 phút. Nhiệt độ sấy, hẹn giờ sấy, nút khởi động chương trình và nút tăng cường chống nhăn để quần áo sau khi sấy xong thì sẽ không bị quá nhăn. Mình có thể giũ lại một vài cái rồi mặc ngay. Khi kích hoạt chế độ này thì thời gian sấy sẽ tăng 2 giờ đồng hồ ở mỗi lần sấy. Tuy nhiên có một lưu ý mà ông Hạnh phải nhắc các bạn là thời gian sấy hiển thị ở đây chỉ mang tính tương đối thôi, bởi vì bên trong máy được trang bị một bộ cảm biến thông minh Smart Sensor giúp đưa ra một chu trình sấy phù hợp. Để nói cho đơn giản á, thì bộ cảm biến này sẽ đo được nhiệt độ cũng như là độ ẩm trong cái lượng quần áo mà mình cho vào máy để đưa ra thời gian sấy phù hợp. Sau đó để máy hoạt động trong thời gian vừa đủ để quần áo vừa khô vừa không gây hư hỏng bề mặt vải. Vì vậy khi mà mình cho một lượng đồ vào máy ít thì thời gian sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Ngoài ra thì máy còn sử dụng công nghệ sấy đảo chiều Reverse Tumbling
nhằm cải thiện vấn đề bị quần áo nhăn sau khi sấy. Nhờ vào việc lòng sấy chuyển động và đảo chiều liên tục, quần áo sẽ không còn xoắn rối vào nhau, gây nhăn nhúm khó gỡ. Cũng vì vậy mà từ khi sử dụng máy sấy quần áo, Hồng Hạnh không cần phải ủi bàn ủi nhiều như trước nữa, đỡ thêm một phần công việc nhà. Thêm một điều khá hay ở máy sấy quần áo nữa mà Hồng Hạnh thấy là việc phơi đồ truyền thống không có được, đó chính là công nghệ sấy diệt khuẩn có ở bên trong máy. Công nghệ này được Electrolux gọi là Hygiene Care, có khả năng loại bỏ các tác nhân gây dị ứng như là phấn hoa, lông chó mèo trên quần áo của mình, bảo vệ an toàn cho làn da nhạy cảm, đặc biệt là của trẻ nhỏ. À, loại máy sấy Electrolux ngay bên cạnh Hồng Hạnh còn có thêm một tính năng nữa là có thể treo úp ngược lên trên tường để giúp cho mình tiết kiệm được không gian phòng hơn. Để kích hoạt chế độ úp ngược của máy, chúng ta có thể sử dụng tổ hợp hai nút chống nhăn và khởi động tạm dừng. Sau khi nhấn thì có thể thấy số hiển thị trên màn hình sẽ được đảo lại để chúng ta dễ sử dụng hơn nếu úp ngược máy. Mà số thì đảo ngược nhưng mà các nút bấm cũng như là bảng điều khiển nó đâu có đảo ngược lại đâu. Không lẽ mỗi lần mình xài mình phải quay cái đầu mình bẻ ngược lại như vậy? Không nha bé ơi, Electrolux rất là tâm lý với khách hàng luôn, tặng kèm theo cho mình một cái miếng sticker như thế này. À, để mình có thể dán lại mình sử dụng khi mà đảo ngược. Ví dụ là như vậy đó, dán vô. Dán vô, rất là tiện lợi khi sử dụng. Hạnh nghĩ là việc tốn tiền điện sẽ làm cho các bạn băn khoăn và phân vân khi mà lựa chọn mua loại sản phẩm này. Nhưng mà bù lại khi sử dụng máy sấy á thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian phơi đồ nè. Mình sẽ không còn phải cúi người khom lưng, đau lưng nữa. Chưa kể là đâu phải lúc nào mình cũng có thể phơi đồ được đâu, nhất là những ngày mưa gió thì mình sẽ không còn phải vội vội vàng vàng chạy ra ngoài kéo đồ vào bên trong nữa. Hạnh nghĩ là chiếc máy sấy quần áo Electrolux này sẽ rất là phù hợp với những bạn nào muốn giảm tải bớt công việc nhà, cũng như là muốn bảo vệ quần áo mà không có quá nhiều diện tích không gian trong phòng để đặt máy. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy sấy Electrolux này? Có yêu thích hay là có những thắc mắc gì thì đừng ngại để lại bình luận ở phía bên dưới cho tụi mình nha. Còn bây giờ thì trước khi rời khỏi video này thì đừng quên cho tụi mình một like và một subscribe ủng hộ kênh Điện Máy Xanh nha. Cảm ơn các bạn, bye bye.